Quý vị đang đến với bản tin của kênh tin tức mới 365. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý như sau. Nóng, Thích Chân Quang thừa nhận dùng băng giả nhục nhã ê chề, thu hồi bằng tiến sĩ. Kính thưa quý vị, Thượng tọa Thích Chân Quang, tên thật là Vương Tấn Việt, đã chính thức thừa nhận việc sử dụng băng giả gây ra sự thất vọng và nhục nhã đối với một người luôn giảng đạo về đạo đức. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã kết luận rằng bằng cấp 3 bổ túc của ông không hợp pháp. Sau quá trình xác minh cẩn trọng, các cơ sở giáo dục liên quan được yêu cầu thu hồi văn bằng của ông. Vụ việc này không chỉ là bài học đắt giá mà còn đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc kiểm soát bằng cấp. Theo quyết định số 5114 QĐ-DHLN của Trường Đại học Luật Hà Nội, ông Vương Tấn Việt, Thượng tọa Thích Chân Quang đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ vào tháng 12 năm 2021 và được cấp bằng tiến sĩ ngành luật hiến pháp hành chính vào tháng 3 năm 2022. Tuy nhiên, sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo xác minh, phát hiện ông sử dụng bằng cấp 3 không hợp pháp. Điều này dẫn đến việc các văn bằng ông nhận sau đó, bao gồm cả bằng cử nhân tiến sĩ, đều bị thu hồi. Các trường đại học liên quan hiện đang tiến hành thủ tục theo quy định pháp luật. Ngày 17 tháng 3 năm 2022, ông Vương Tấn Việt, Thượng tọa Thích Chân Quang, nhận bằng tiến sĩ luật từ Đại học Luật Hà Nội. Ngoài ra, ông còn đang theo học chương trình tiến sĩ tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Tuy nhiên, sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo xác minh, phát hiện ông sử dụng bằng cấp 3 bổ túc văn hóa không hợp pháp. Dù quá trình học các bậc cao của ông đúng quy trình, nhưng mọi văn bằng vẫn bị thu hồi, ông Việt đã tự nguyện giao nộp các văn bằng để xử lý theo quy định. Theo quy định, thời hạn lưu giữ hồ sơ tuyển sinh chỉ kéo dài đến khi kết thúc khóa học. Ông Vương Tấn Việt theo học ngành ngôn ngữ Anh hệ đào tạo từ xa trong 6 năm 4 tháng, nằm trong giới hạn cho phép. Tuy nhiên, sau khi xác minh kỹ lưỡng, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hiện ông sử dụng bằng cấp 3 bổ túc văn hóa không hợp pháp. Ông Việt đã thừa nhận điều này và Bộ đã yêu cầu các cơ sở liên quan thu hồi toàn bộ văn bằng của ông. Vụ việc cũng cho thấy ông không có tên trong danh sách tốt nghiệp cấp 3, làm dấy lên nghi ngờ về vấn đề quá trình gian lận kéo dài. Từ thời Hồng Đức, nhà Lê đặc biệt trọng khoa tiến sĩ, coi đây là tiêu chí chọn nhân tài. Nhà Lê Trung Hưng trong 200 năm cũng giữ quan điểm này, khiến những người đỗ tiến sĩ tự xem mình là bậc thanh cao. Ngay cả những người có tài năng văn võ nếu không đỗ đạt cũng không được coi trọng. Cụ Phùng Khắc Khoan, một công thần nhà Lê từng giữ nhiều trọng trách nhưng vẫn phải hạ mình thi đỗ đại khoa để đạt danh tiếng. Trường hợp của ông Lương Hữu Khánh cũng tương tự khi danh vị tiến sĩ trở thành một ám ảnh suốt đời. Ngày nay, vấn nạn băng giả hoành hành chính vì sự trọng danh vị này. Tiêu biểu là vụ việc ông Đàm Quang Vinh, nguyên tránh thanh tra tỉnh Lào Cai và bà Trần Thị Ái Ngọc, trưởng phòng hành chính Đắk Lắk đều bị phát hiện sử dụng băng giả, khiến dư luận xôn xao. Khi tìm kiếm cán bộ dùng băng giả trên Google, ta sẽ tìm thấy rất nhiều vụ bê bối. Đây không chỉ là việc ám ảnh bởi danh vị học mà còn nhằm hợp thức hóa điều kiện để được bổ nhiệm. Tấm bằng chỉ là vé vào cửa, nhưng năng lực thực sự phải được chứng minh qua hành động và kết quả. Do xã hội quá coi trọng bằng cấp, nhiều người tìm cách để có được trong khi chế tài xử lý chưa đủ mạnh. Vụ ông Vương Tấn Việt là minh chứng. Sau khi dư luận nghi ngờ, hồ sơ đã được rà soát và sự thật phơi bày. Vương Tấn Việt chưa từng tốt nghiệp và để đánh giá thực chất trình độ, chúng ta cần cụ thể hóa các tiêu chuẩn công việc, kết quả công việc được công khai trước dư luận mới phản ánh đúng khả năng thật sự chứ không chỉ dừng lại ở việc sở hữu tấm bằng. Một tấm bằng chỉ là bước đầu trong hành trình dài, còn những đóng góp chuyên môn và hành động đúng đắn mới chứng tỏ giá trị thật sự. Vụ Thích Chân Quang và nhiều cán bộ khác như Đàm Quang Vinh bị phanh phui vì dùng băng giả là minh chứng cho điều này. Chánh thanh tra tỉnh Lào Cai, ông Đàm Quang Vinh đã tạm đình chỉ công tác để chờ xem xét kỷ luật liên quan đến việc sử dụng bằng cấp không hợp pháp. Ông Vinh được điều động từ trưởng ban quản lý dự án Sở Y tế sang làm phó chánh thanh tra vào tháng 3, tháng 4 năm 2016 và chỉ hơn một năm sau được bổ nhiệm làm chánh thanh tra từ tháng 3 năm 2020. Dù có nhiều thành tích trong công tác phòng chống tham nhũng, việc ông nhận huân chương lao động hạng 3 chỉ sau hơn 2 năm công tác là điều gây tranh cãi. Ông không nằm trong diện quy hoạch lãnh đạo Sở Y tế hay thanh tra tỉnh và sự chuyển đổi công tác của ông gây ra nhiều nghi vấn trong dư luận. Ngày 26 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã ra thông báo tạm đình chỉ công tác của ông trong 15 ngày để xem xét.
Sáng ngày 18 tháng 11, Đại tá Bùi Xuân Phong, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu thông báo quyết định kỷ luật Thượng tá Thái Đình Hoài, trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế do sử dụng bằng tốt nghiệp trung học phổ thông giả. Quyết định này được ký bởi Đại tướng Tô Lâm vào ngày 13 tháng 11. Ông Hoài, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh, có thể bị khai trừ khỏi đảng. Trước khi bị phát hiện, ông đã được quy hoạch làm Phó Giám đốc Công an tỉnh và có mối quan hệ họ hàng với nguyên Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu. Phóng viên đã tìm hiểu thêm về gia đình ông tại Nghệ An. Khi được hỏi về quá trình học tập của Thượng tá Thái Đình Hoài, em trai ông cho biết không rõ, nhiều người dân ở xã Thịnh Thành nghe tin ông Hoài nghỉ làm ở Lai Châu từ lâu. Ông Hoài có mối quan hệ họ hàng với nguyên Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, ông Lê Văn Bê. Ông Bê xác nhận ông Hoài là cháu họ và đã nghỉ công tác từ tháng 9 năm 2019. Sau khi bị tố dùng bằng tốt nghiệp trung học phổ thông giả, Công an tỉnh Lai Châu đã xác minh và phát hiện bằng của ông Hoài là giả. Họ lập biên bản xác nhận và đã đình chỉ công tác của ông để xử lý theo quy định pháp luật. Khi được hỏi về sự thật của bà Trần Thị Ngọc Ái, tên thật là Trần Thị Ngọc Thảo, nữ trưởng phòng tại văn phòng tỉnh ủy Đắk Lắk, bà Ái cho biết không biết em mình đã dùng bằng cấp 3 giả để xin việc. Lãnh đạo văn phòng tỉnh ủy Đắk Lắk đã xác nhận rằng bà Ái đã mạo danh em gái để thăng tiến và hiện đang chờ xử lý kỷ luật. Theo điều tra, bà Ái đã từng có tên là Trần Thị Ngọc Thêm nhưng đã đổi tên để xin việc. Tuy nhiên trong quá trình xác minh lý lịch để kết nạp đảng, thông tin đã không được kiểm tra kỹ lưỡng, dẫn đến sai sót. Dù chưa có kết luận chính thức, nhưng lãnh đạo tỉnh ủy khẳng định sai phạm này đủ nghiêm trọng để đề nghị kỷ luật bà. Theo hồ sơ lý lịch được xác minh, bà Trần Thị Ngọc Ái, tên thật là Trần Thị Ngọc Thảo, đã mạo danh em gái mình để thăng tiến trong sự nghiệp. Bà Thảo đã sử dụng bằng cấp 3 của bà Ái để xin việc và hiện giữ chức trưởng phòng tại văn phòng tỉnh ủy Đắk Lắk. Ngày 1 tháng 10, Chánh văn phòng tỉnh ủy đã thông báo về vụ việc, cho biết bà Ái đã bị khai trừ ra khỏi đảng và buộc thôi việc. Cơ quan chức năng cũng đang điều tra thêm về những sai phạm liên quan đến bà Bùi Thị Thân, phó trưởng phòng hành chính, người cũng sử dụng bằng cấp không hợp pháp. Các biện pháp kỷ luật đã được áp dụng và tỉnh ủy đã chỉ đạo kiểm tra lại hồ sơ cán bộ để phát hiện vi phạm. Tỉnh ủy Đắk Lắk sẽ tiến hành xử lý vi phạm của các cá nhân và tổ chức liên quan đến vụ việc của bà Trần Thị Ngọc Ái. Với thông tin đầy đủ sẽ được công bố đến cán bộ, đảng viên và báo chí. Bà Ái sinh năm 1973, hiện sống tại phường Tự An, đã mạo danh em gái mình để thăng tiến trong sự nghiệp tại văn phòng tỉnh ủy. Trong khi các cơ quan chức năng kiểm tra xác minh thông tin về quá trình kết nạp đảng của bà Ái cũng được thu thập, các lãnh đạo đảng ủy và ủy ban nhân dân phường từ chối cung cấp thông tin liên quan do quy định bảo mật. Vụ việc đã khiến nhiều cá nhân và tổ chức liên quan phải chịu trách nhiệm, và tỉnh ủy đã yêu cầu rà soát hồ sơ để ngăn ngừa vi phạm trong tương lai. Bà Trần Thị Ngọc Ái từng giữ chức kế toán trưởng tại khách sạn Bạch Mã từ năm 2002 đến 2005, sau đó là phụ trách kế toán tại nhà khách tỉnh ủy Đắk Lắk đến 2011. Từ năm 2011, bà làm việc tại văn phòng tỉnh ủy, đảm nhận các vị trí từ nhân viên, kế toán đến trưởng phòng quản trị. Hiện có nhiều câu hỏi về hình thức kỷ luật mà bà sẽ phải đối diện, bao gồm cả khả năng xử lý hình sự. Cơ quan công an đã khẩn cấp bắt giữ nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bù Gia Mập, Bình Phước cùng ba cán bộ khác trong cuộc chiến chống tham nhũng không có vùng cấm. Ông Nguyễn Xuân Hoan, 51 tuổi, bị khởi tố để điều tra về hành vi vi phạm quy định bồi thường hỗ trợ tái định cư. Các bị can liên quan đã lợi dụng chức vụ để gây thất thoát ngân sách nhà nước hơn 798 triệu đồng từ năm 2015 đến nay. Chiến dịch này đã khẳng định quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong việc xử lý tiêu cực, bảo đảm sự ổn định để phát triển đất nước. Ông Hóa đã bị bắt để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn nhằm trục lợi, cùng với Nguyễn Thị Hải, 43 tuổi, cũng bị khởi tố và tạm giam. Vụ án hiện đang được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Phước tiếp tục xử lý, như cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nhấn mạnh, cái lò đã nóng lên rồi thì củi tươi cũng phải cháy. Trong khi đó, tình trạng chống người thi hành công vụ gia tăng gây bức xúc trong dư luận. Mới đây tại Yên Bái, hai đối tượng đã tấn công thiếu tá Lường Văn Chiến khi ông cùng đồng nghiệp can thiệp vụ việc liên quan đến việc gặt lúa. Thiếu tá Chiến bị thương phải nhập viện, trong khi các đối tượng đã lẩn trốn sau khi gây án. Công an tỉnh Yên Bái và huyện Yên Bình đã huy động 200 cán bộ chiến sĩ cùng lực lượng dân quân để truy tìm hai đối tượng chống người thi hành công vụ. Hành vi này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự và đe dọa tính mạng của cán bộ, cần phải bị xử lý nghiêm khắc.
Cùng lúc, Công an Tuyên Quang đã bắt giữ một đối tượng sinh năm 2001 vì mua bán hơn 800.000 dữ liệu cá nhân trái phép, vi phạm Bộ Luật Hình sự. Việc lộ thông tin cá nhân có thể dẫn đến lừa đảo và thiệt hại lớn cho người dân. Sau thời gian theo dõi, Phòng Cảnh sát Hình sự đã xác định N là đối tượng tàng trữ, mua bán dữ liệu cá nhân. Công an đã phối hợp với các đơn vị chức năng bắt giữ N, thu giữ thiết bị và dữ liệu liên quan. Bước đầu xác định N đã mua bán hơn 800.000 dữ liệu cá nhân của hơn 60.000 người dân tại Tuyên Quang và các tỉnh khác, và số tiền thu được đã được sử dụng để đánh bạc trực tuyến. Vụ án đang tiếp tục được điều tra và xử lý theo quy định pháp luật. Quý vị nghĩ sao về vấn đề này? Xin để lại dưới bình luận. Nhớ đăng ký kênh và ghé qua mỗi ngày. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại. Lý do cực sốc, Bộ trưởng Lương Tam Quang tổ chức lễ vinh quy bái tổ nhanh hơn tên lửa. Xin chào quý vị, ông Tô Lâm, mặc dù chưa nắm quyền lâu, đã thể hiện rõ khát vọng cống hiến và đổi mới để đưa Việt Nam tiến vào kỷ nguyên mới. Ông không ngừng nỗ lực để chứng minh bản thân, một nhà lãnh đạo có tầm nhìn. Trước khi mất quyền bổ nhiệm, ông đã kịp thăng hàm đại tướng cho ông Lương Tam Quang, người luôn sát cánh bên ông. Với việc bổ nhiệm thêm đại tướng bên quân đội, tỷ lệ quân đội và công an trở thành 1-1. Ông Tô Lâm phải hành động nhanh chóng vì quyền thăng hàm cấp tướng của Chủ tịch nước và có thể không còn trong tay ông. Nhiều người bất ngờ khi ông Quang được chọn thay thế Tô Lâm làm Bộ trưởng Công an, đặc biệt khi ông Trần Quốc Tỏ được cho là có thâm niên cao hơn. Chúng ta không biết rõ về tình hình bên trong, nhưng đáng tiếc là ông Trần Quốc Tỏ, em trai của Đại tướng Trần Đại Quang, từng tạm điều hành Bộ Công an trong 15 ngày trước khi ông Quang lên làm Bộ trưởng. Ông Phan Đình Trạc, được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng định đưa vào thay thế Tô Lâm, đã không thành công do ngăn chặn của các đồng chí ở Bộ Công an. Họ tổ chức hội nghị triệu tập giám đốc 68 tỉnh thành để bầu ông Lương Tam Quang làm quyền bộ trưởng, thể hiện sự thống nhất trong bộ. Trước khi chính thức nhậm chức, ông Quang đã tiếp tục một quan chức Mỹ, cho thấy nhận được sự tín nhiệm cao từ ông Tô Lâm. Sự nghiệp của ông Lương Tam Quang phát triển từ cấp cơ sở, trải qua nhiều chức vụ trong Bộ Công an trước khi trở thành Thứ trưởng. Tháng 1 năm 2020, ông Lương Tam Quang đã trở thành Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an. Và đến tháng 6 năm 2024, mặc dù chỉ là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương, ông đã được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Công an và Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương. Ngày 16 tháng 8 năm 2024, ông Quang được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị khóa 13. Theo quan điểm truyền thống, sự thăng tiến nhanh chóng này có thể được lý giải bởi nhà ông Phát trong thời gian tới. Nhiều nhân vật, đặc biệt là các tướng lĩnh quân đội, có thể sẽ tiếp tục có những bước thăng tiến bất ngờ. Đáng chú ý là Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, người miền Nam, có khả năng sẽ được bầu vào một vị trí cao hơn nhằm cân bằng quyền lực giữa các vùng miền. Vào ngày 14 tháng 10 tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Ủy viên Trung ương Đảng khóa 14 với sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm. Trong số 49 cán bộ tham gia, đáng chú ý có Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an, người được dự kiến sẽ trở thành Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng vào tháng 1 năm 2026. Trước đó, ông Lâm là Cục trưởng Cục C03, chuyên điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu. Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an nổi bật với vai trò lãnh đạo Cục C03, nơi nắm giữ dữ liệu lớn Big Data về các quan chức liên quan đến tham nhũng và các hoạt động phi pháp. Ông Lâm đã phát hiện ra sự khác biệt giữa vẻ bề ngoài, đạo mạo và lối sống thực tế của nhiều lãnh đạo cấp cao, những người ăn hối lộ và tham nhũng, dù họ hiểu rằng tư tưởng của Đảng và cách mạng. Nguyễn Ngọc Lâm đã góp phần quan trọng trong việc điều tra và hạ bệ Vương Đình Huệ và trợ lý Phạm Thái Hà, nâng cao uy tín của ông trong hệ thống chính trị. Nhờ chiến công này, ông Lâm được quy hoạch vào Trung ương Đảng khóa 14. Chào quý vị thính giả, hiện đang có biến động về chiếc ghế Chủ tịch nước. Trước đó ngày 26 tháng 8, ông Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký Quốc hội đã thông báo rằng việc bầu Chủ tịch nước sẽ diễn ra tại kỳ họp vào ngày 21 tháng 10, cho thấy có sự đồng thuận trong nội bộ các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, trong chuyến công du gần đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhận thấy nếu chiếc ghế này rơi vào tay một đại tướng quân đội như Lương Cường, công cuộc đổi mới của ông sẽ gặp nhiều thách thức với quyền lực của Lương Cường, đại diện cho quân đội.
Chức danh Chủ tịch nước sẽ không còn là một vị trí mang tính tượng trưng, mà đầy quyền lực, ảnh hưởng lớn đến cả quân đội. Điều này làm tăng thêm áp lực cho ông Tô Lâm trong việc giữ quyền lực và thực hiện các chính sách đối ngoại quan trọng. Chức danh Chủ tịch nước đã mang lại lợi ích lớn cho ông Tô Lâm, giúp ông có tính chính danh khi phát biểu trên trường quốc tế tại các sự kiện lớn như ở New York, Paris và La Havana. Quốc tế không có thói quen đề cao vai trò lãnh tụ đảng như ở Việt Nam mà phân biệt rõ ràng giữa đảng và quốc gia. Ông Tô Lâm đã nhận ra tầm quan trọng của vị trí này và đang nỗ lực cuối cùng để thuyết phục nội bộ, mong được trao quyền thực hiện giấc mơ đưa Việt Nam vào kỷ nguyên mới. Nếu mất đi chức Chủ tịch nước, ông Tô Lâm sẽ mất vai trò nguyên thủ quốc gia và thống lĩnh lực lượng vũ trang. Điều này sẽ hạn chế sức ảnh hưởng của ông trong công tác đối ngoại. Ông Tô Lâm không muốn từ bỏ vị trí Chủ tịch nước, nhưng phải đối mặt với nguyên tắc của Đảng. Dù đã từng có ý định rút lui vì áp lực, ông vẫn đang tiếp tục tạo ảnh hưởng với lý do rằng việc nhất thể hóa hai chức danh sẽ giúp ông tiếp tục thực hiện kế hoạch cải cách đất nước. Tuy nhiên, nguyên tắc của Đảng là bất di bất dịch và bất kỳ lãnh đạo nào, kể cả những người như Bác Hồ hay ông Lê Duẩn đều phải tuân thủ. Nguyên tắc này cần thiết để duy trì sự cân bằng trong chính sách ngoại giao, giúp Việt Nam không nghiêng về bên nào, tạo sự ổn định bền vững. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng đang hồi hộp chờ quyết định của Quốc hội khóa 15 về việc thông qua dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam. Chính phủ đã trình phương án khả thi nhất, nhưng liệu Quốc hội có chấp thuận? Hệ thống đường sắt của Việt Nam hiện rất lạc hậu và đã nhiều lần đề xuất hiện đại hóa bị bác bỏ, trong đó có lần vào phút chót năm 2010. Bộ trưởng Thắng cũng đối mặt với áp lực lớn khi các đời bộ trưởng trước ông đều không thành công với dự án này. Ngày mai, quyết định của Quốc hội sẽ lần thứ hai trong 14 năm dự án được đưa ra, với hy vọng lần này kết quả sẽ khác. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất tốc độ tối đa của đường sắt cao tốc Bắc Nam là 250 km/h, nhưng Bộ Giao thông Vận tải kiên quyết chọn vận tốc 350 km/h nhằm đạt chuẩn cao nhất thế giới. Việt Nam đặt mục tiêu hoàn thành dự án vào năm 2035. Tuy nhiên, nhiều nhà chuyên môn như giáo sư Đặng Đình Đào cho rằng tốc độ 350 km/h là quá cao và không khả thi, nhất định với địa hình hẹp và dễ bị ảnh hưởng bởi thiên tai của miền Trung. Ông đề xuất tốc độ từ 250 đến 300 km/h là hợp lý hơn, vừa đảm bảo hiệu quả vận chuyển hàng hóa và hành khách. Nguy cơ đội vốn từ đầu tư cho các dự án đường sắt rất cao và đường sắt Cát Linh Hà Đông là một minh chứng rõ ràng. Câu chuyện về việc ăn sáng ở Hà Nội, ăn trưa ở thành phố Hồ Chí Minh chỉ là một quảng cáo đầy phù phiếm. Khi đầu tư, cần xem xét kỹ hiệu quả kinh tế, khả năng thu hồi vốn, liệu có lỗ hay phải bù lỗ trong nhiều năm. Ông Đào nhận ra rằng xây dựng đường sắt cao tốc để cạnh tranh với hàng không là một sai lầm, vì hai loại hình này không cạnh tranh nhau. Để tuyến cao tốc Bắc Nam có lãi, cần chở 300.000 người mỗi ngày với giá vé $100 một chuyến. Con số này quá phi thực tế, vì vậy, quyết định của Quốc hội vẫn là điều được nhiều người quan tâm và mong đợi. Nhiều thái tử đảng đã rơi rụng do tham nhũng và năng lực yếu. Trường hợp của ông Đặng Quốc Khánh khiến nhiều người ngạc nhiên khi ông Nghị vẫn tại vị và có khả năng thăng tiến, mặc dù vướng vào tiêu cực về đất đai ở Phú Quốc. Điều này có thể nhờ vào sự giúp đỡ của cha ông, cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người đã vận động ông làm bí thư tỉnh ủy Kiên Giang. Sau khi vượt qua rắc rối, ông Nghị được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Xây dựng và công bố hai chương trình lớn chống tham nhũng trong ngành xây dựng và xây dựng 1 triệu căn hộ xã hội. Mặc dù chưa thực hiện được, ông vẫn tiếp tục tiến lên giữa bối cảnh thị trường bất động sản đầy thách thức. Thị trấn bất động sản, đặc biệt là chung cư, đang nhảy múa không kém gì chứng khoán, với nhiều căn hộ cũ tăng giá chóng mặt, có nơi lên đến 100 triệu trên 1 m². Chương trình xây dựng 1 triệu căn hộ của ông Nguyễn Thanh Nghị đang gặp khó khăn và giờ ông phải đối mặt với nhiệm vụ mới, ổn định thị trường bất động sản để người lao động, sinh viên có thể mua nhà. Dù thách thức lớn, Nghị vẫn nhiệt tình nhận nhiệm vụ và đề xuất đánh thuế đối với nhà đầu cơ nhằm giảm giá nhà. Ông nhấn mạnh rằng mục tiêu là giúp những người cần nhà thực sự có thể tiếp cận được đất đai và phát triển thị trường bất động sản một cách an toàn, bền vững. Vấn đề lớn đặt ra là làm thế nào để thực hiện việc đánh thuế bất động sản ở Việt Nam. Nếu Nguyễn Thanh Nghị thành công, chúng tôi sẽ hoan nghênh ông. Tuy nhiên, nhìn vào những thành tích trước đây của ông tại Kiên Giang và Bộ Xây dựng, chúng tôi không có nhiều hy vọng. Những người hoạch định và thực thi chính sách muốn đánh thuế bất động sản hay không, các tổ chức và doanh nghiệp đã chiếm đất nông dân ở Hoài Đức có sẵn lòng thực hiện chính sách này hay không?
Nếu Nghị thực sự có khả năng đánh thuế những mảnh đất bị bỏ hoang, ông sẽ được tán dương. Tuy nhiên, để thực hiện được điều này, cần một nhân vật cấp cao có quyền tâm chính trị như Tô Lâm. Trong nhiều năm qua, quyền lợi cá nhân thường được đặt trên quyền lợi quốc gia. Đến dẫn luật đất đai không được thông qua, các nước phát triển như Singapore đã sử dụng thuế như một công cụ hiệu quả để ngăn chặn đầu cơ. Nhưng Việt Nam dường như không thể áp dụng mô hình này. Việc áp dụng thuế bất động sản ở Việt Nam gặp khó khăn do sự thông đồng giữa người bán và người mua khiến giá trị thực tế của tài sản bị giảm xuống. Ví dụ, một ngôi nhà trị giá 2 tỷ có thể chỉ được ghi trong hợp đồng là 200 triệu để áp dụng thuế cho bất động sản. Thứ hai, cần nghiên cứu cẩn thận và phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam. Điều này đòi hỏi ý chí chính trị mạnh mẽ từ lãnh đạo cấp cao, bởi những người sở hữu nhiều bất động sản thường là các lãnh đạo. Nếu có quyết tâm từ cấp cao nhất, việc này có thể thực hiện được. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ phản biện từ quý vị thính giả để cải thiện nội dung của chương trình.